Hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình, trời ơi, vàng nó chiếu rồi má ơi, nè thấy không, thấy không? Chúc gia đình yêu thương của Út ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, gặp gì may mắn, cát tường như ý nha. Út này mấy mẹ, đại gia là trời ơi, vàng nó chiếu nè. Thấy không, nghe thấy không? Nè, đó, chào. Thôi quỷ thần ơi, vàng chiếu dữ vậy trời. Nè, đó thấy không? Trời ơi, quỷ thần ơi, rồi, vô câu chuyện nha. Trước tiên Út trả lời cho fan bò của bọn bên kia ha. Mong cho con này vào T30. Mắc mới giờ T30. Mắc mới gì? Tôi đâu dành nhà dành cửa ai đâu. Tôi đâu có mướn người ẹt ai đâu. Hả? Tôi đâu có làm những cái trò bẩn bẩn hèn hèn đâu. Mắc mới gì chồng? Hả? Mong cho ai? Mong cho lãnh chúa le le lu lu vào đó hả? Ha, mong cho mẹ con u sáu. Có nói ngược không? Nói lợi đi. Thánh thần ơi, nói ngược rồi đó. Sao con này nói mà đàn bò cũng đi nghe vậy, mà trong khi mình cũng vô nghe, mình cũng vô nghe, rồi mình bình luận, rồi tự mình chửi mình luôn, tự mình chửi mình đàn bò luôn. Hãy chỉ là mình không nghe thì fan của Út không á thì nói đàn bò tại sao nghe là Út. Còn này mình cũng vô nghe mình mới Út biết Út nói cái gì, đúng không? Rồi tự nhiên mình chửi là tại sao có đàn bò vô nghe trong khi mình vô nghe là mình cũng đàn bò, nó tự mình chửi mình hoài vậy hả? À, cả ba tánh chửi vô đủ sao? Cả ba tánh chửi vũa mình chưa đủ sao mà tự mình chửi mình nữa, tự xử hả? Hả nào ôi, có gì ăn mà khôn hết phần thiên hạ, dành hết phần thiên hạ khôn vậy hả? Tự nhiên mình vô mình xem rồi mình chửi tại sao đàn bò vô xem mà trong khi mình xem, vậy là mình đàn bò mẹ rồi còn đâu nữa. Lãnh chúa đã không được khôn rồi, lãnh chúa đã không được khôn rồi mà bây giờ đàn em cũng không được khôn luôn, hèn chi làm cái gì cũng lòi hết trơn á trời. Làm cái gì cũng không bao giờ che giấu được, ông nói gà bà nói vịt, giấu đầu lòi đuôi, đồng đội khai tùm lum tùm la đã, bây giờ nó lòi từ lưa từ da, thám tử khai tùm lum tùm la đã, anh bốn sòn nữa lòi ra từ lưa, rồi hà mã khai ra lãnh chúa chính là anh bàn thờ đó. Tao nói rồi, thiếu muối đừng có vô đây comment lợn cỡ tôi chửi dán chịu á, tao chửi á. Vô mày lỡ cỡ nó vớt bợn này nó vớt mặt ha. Vậy nói vô vấn đề cả nhà, ngày hôm qua ni Út coi một đoạn quý giá mà ni làm Út xúc động cả nhà, ni làm Út rất là xúc động luôn. Và Út biết vì sao mà cậu lại muốn đi ở lại, vì sao mà cậu muốn đi giúp Hồng Loan, vì sao mà cậu không cho ni đi là lý do gì đây? Đó, không phải đơn thuần đơn giản mà ni lại bảo vệ Hồng Loan suốt hơn gần 2 năm rồi, chịu bao tổn thương, bao tổn thất, bao nhiêu chuyện mà ở đâu đổi đầu, nhưng mà Ni không rời đi là lý do gần đây. Út thấy Ni làm vậy Út tự cảm động đó nha. Cảm động Út là Út biết là trên cuộc đời này luôn có những điều kỳ diệu cái nha. Trên đời này có phép màu nha. Có trời dạng chiếu này mấy mẹ nè, sập nè. Có phép màu, có sự kỳ diệu cái nha. Khi chúng ta hả sống tốt là tự động phép màu sẽ đến giữa đời thật, chứ không phải như xưa là ông tiên bà mục. Ni chính là bà tiên á, bà tiên giữa đời thường đến cứu giúp cuộc đời Hồng Loan đó. Nhà nói ông nói đúng không? Ni chính là bà tiên đó, hiện thân của bà tiên đến cứu giúp Hồng Loan giữa đời thường. Ngày xưa chuyện cổ tích khi chúng ta gặp chuyện gì chúng ta khóc hu hu là bà tiên ông tiên xuất hiện, thì bây giờ Hồng Loan cũng vậy, bây giờ ép khóc hu hu bà tiên cũng xuất hiện, bà tiên Ni xuất hiện đó. Thì hôm qua Ni làm động thái này cả nhà là Ni mở vỏ sách mình ra. Ni mở vào sách bình giam, Ni khoe với Hồng Loan một cái món vật giá trị vô giá luôn. Là gì không? Tấm ảnh cậu Năm đó. Ni tuy làm từ trước Ni không biết cậu Năm là ai, không biết Hồng Loan là ai, Ni chỉ làm ăn thương trường của Ni thôi, không có quan tâm drama. Mà từ khi mà Ni đến với cậu Năm, lúc nào trong cái vỏ sách của Ni cũng đem tấm hình cậu Năm, trong cái bóp của Ni cũng đem tấm hình cậu Năm theo. À, mà cậu Năm đâu phải là ba của Ni đâu, mà Ni lúc nào cũng đem cậu Năm theo. Vậy là Ni đã xem cậu Năm là cha rồi. Hình như kiếp trước Ni là con cậu Năm hay sao không biết, mà lúc nào cũng đem tấm hình cậu theo để nhắc nhở với Ni rằng là phải giúp đỡ con cậu đến nơi đến chốn, và đem cậu theo để cậu phù hộ trong mọi lĩnh vực, đúng không nhà? Nhưng mà đặc biệt cái tình cái nghĩa là Ni xem cậu là người thân, là người nhà, mới lúc nào cũng đi đâu cũng đem hình cậu theo. Nhờ như vậy mà Ni luôn thoát nạn bao nhiêu lần. Đó, Út cũng vậy, Út đã đem giữ tấm hình cậu đây, bị gãy luôn, thấy cả nhà nè đó. Giữ này gần 2 năm Út ép nhựa nè. Út đi đâu Út cũng đem trên cái vỏ sách Út có cái bọc kiến đó, bọc nhựa mà trong trong đó. Út đi đâu Út đem hình cậu theo đây.
Út đi đâu đem hình cậu theo, mà mỗi lần Hồng Loan có chuyện thì yếu Út đều lỡ lỡ tấm hình này nè để Út cầu nguyện. Cầu nguyện là xin cho Hồng Loan tay qua nạn khỏi. Lúc Ni bị cũng vậy nữa, Út cũng lỡ cầu nguyện kêu cậu là hãy đi qua Mã Lai cứu Ni đi. Ôi cậu ơi giúp Ni đi. Là Út giữ tấm hình này gần 2 năm cả nhà, rất là linh luôn. Cậu rất là linh, cậu rất là thương Út luôn. Đó, mà khuôn mặt Út cũng cậu là đó không? Đây. Đó. Út đâu nói dốc đâu. Út giữ tấm hình cậu này 2 năm rồi đó. 2 năm rồi đó. Đó. Không đi đâu cũng đem cậu theo. Nhiều lúc Út đi trên đoạn đường vắng á, Út hay tâm sự với cậu lắm. Út nói cậu ơi hôm nay con với cậu đi đây nha, con với cậu đi đó nha. Và Út hay giờ tấm hình cậu để nói chuyện với cậu lắm. Chứ giờ nói chuyện với ai giờ? Tại vì đi qua một con đường đường vắng đó đâu có ai đâu, ngoài Út ra với cậu thôi, nói chuyện với cậu thôi. Đó, nên cậu rất là phù hộ Út đây. Út đâu nói ở đây đâu. 2 năm rồi đó. 2 năm vẫn giữ nè, ép nhựa nè, vẫn giữ bình thường nè. Thấy cậu bên mình nè, thấy không? Thấy cưng không? Trời đất ơi, cho bọn bởi nó thấy nó tôi nịnh nữa. Nó thấy nó tôi bợ đít nữa, cài nó bợ đít cậu cũng được. Cậu sống có nhân có đức, sống có phúc mà mình bợ đít thì mình hưởng được cái may mắn coi sao đâu. Lẽ giờ bắt tôi bợ đít anh bàn thờ, bợ đít le le ha, bợ đít bà sáu thôi, bợ đít bà sáu thôi mệt lắm. Bà sáu bà còn không có ăn rồi đâu tôi bợ đít. À, bà sáu bà còn bị bé ve chửi lên bờ xuống ruộng mà tôi kêu tôi bợ đít bà, tôi lấy gì tôi ăn. Chủ nợ lỡ đòi nợ bà hàng ngày hàng giờ mà kêu tôi bợ đít bà lấy gì ăn. Hà mã bở đít bả còn không có gì ăn. Lấy đầu Út. Bây giờ mà bà Sáu hả? Bà Sáu Dân Gia có giàu cỡ nào, có hứa cho tiền Út cỡ nào, giờ nói mày bảo vệ mẹ con tao đi, tao cho mẹ 1 tỷ. No, no. Đó là lời danh dự của Út luôn. No. Thà Út làm YouTube từ từ, cả nhà xem Út sẽ có. Nhưng mà lấy 1 tỷ đó rồi ha, lương tâm Út, thứ nhất là lương tâm Út không cho phép à. Thứ hai, cả nhà quyền vũ Út với cũng chết. Đà. Thứ ba là con cái nó không dám nhịn mặt bạn bè khi mẹ nó sống như vậy. Đúng không cả nhà? Đúng, nhận sai cãi. Đúng không? Cãi nói tôi bởi đích Ni, bởi đích cậu. Ni như vậy á, mà không bởi đích, sẽ bởi đích ai bây giờ? Ni sống tốt như vậy đó, Ni sống đàng hoàng vậy đó, tử tế vậy đó, dễ thương vậy đó, hòa đồng vậy đó, hảo bờ đích ai? Lẽ giờ bờ đích bà mặt trời mù, hay là thám tử, hay là bờ đích mì xào, hay là bờ đích le le lu lu để được chai nước nhớ nhiêm để được sữa giảm cân uống. Thôi kệ nó già rồi mập cho nó đẹp. Già rồi mập cho nó phúc hậu. Già như Út mà ốm ốm là già vậy đó. Có nhiều lần Út giảm cân á, Út còn có 50-60 kg à. Cái bé Yến nói sao? Mẹ ơi mẹ đừng giảm cân, mẹ giảm cân nhìn mặt mẹ già lắm. Thôi nghe lời con mập mập mẩm mẩm mỉm mỉm dễ thương. Rồi ngày hôm qua thám tử nó đăng đàn lên là nó ghẹo chị Hằng là cái viên kim cương 1.000 tỷ. Nó nói làm gì có viên kim cương 1.000 tỷ. Tao nói rồi, cố gắng ăn 3 cái muối vô cho não bộ nó nhờ, đừng có uống 3 mật ong giả. Bán không được tự uống rồi nó tràn vô não khổ rứa, nhắc hoài không nghe, giận nó nha. Đó, nói làm gì có chứng nhận 1.000 tỷ. Thì bây giờ nếu mà không tin á thì kêu le le mua đi, mua thử coi phải 1.000 tỷ không, và lên Google tra coi có nhận 1.000 tỷ không hả. Biết bao nhiêu người bán kim cương đã xác nhận viên kim cương của chị Hằng là thật giá trị hơn 1.000 tỷ, nhưng mà vì chị muốn bán để gửi mặt trận tổ quốc để khắc phục hậu quả sau lũ, giúp đỡ bà con xây nhà xây đường này kia đó, mà nó vẫn bây giờ nó vẫn còn ban chị Hằng. Bà đang kiện mày 4 lá đơn á, ban cho cốt vô đi. Bà tha cho mình á thì mình biết ơn biết phước mình đi. Bà tha cho mình mang ơn bà đi, mình giúp quân đi, mình đã kiếm tiền quá nhiều trong cái drama của bà rồi. Bây giờ bà tha cho mình thì mình im mình tốt cái miệng này lại đi. Bà tha cho mình mà mình không tốt cái mỏ mình lợi thì sau này mình bị cái gì thì mình đừng có trách đời trách người, mà hãy trách bản thân mình à. Bản thân mình quá mất nết, má mất ải, mất ải, đúng cái nha. Đúng không? Đó. Bây giờ nếu mà không tin chỉ nhận nó 1.000 tỷ thì kêu le le mua đi. Kêu le le mua đi. Kêu le le mua nhận nó coi phải 1.000 tỷ không. Mà le le cỡ le le xài hột é, hột é hột chia, hột chia hột é, hay là cái hột gì nè, hột dưa gan rồi đó. Chứ cỡ le le là tu 3 đời 9 kiếp 10 kiếp hay 100 kiếp cũng chưa có cái chẳng kim cương giống như vậy nữa. Mày đặt kêu à kêu le le mua thánh thần ơi, cỡ kim cương le le đâu, kim cương giả không đấy má, le le đeo Masonai không đó, chứ có kim cương đâu, bán xe rồi đúng không, đeo bán cái hàng kim cương giả không đó, Masonai đó. Giờ đưa lên, từ nay đeo hột sòn, không đeo tượng mẹ Quan Âm nữa, tượng Quan Âm bỏ thùng rác rồi. Vừa nói một cái ha,
Tao nói kiếp nạn đến trụng trụng điệp điệp ầm ầm đột đột gió giật 12 càng trên 13 giật trên 15 trên 7 17 18 dập vô đầu vô cổ đã dập vô cuộc đời đúng không cả nhà. Giờ đó giờ ngon ngon kêu là le le đó mua đi le le tự dỗ một xuyên tên mình đại gia còn thôi kêu chị mì xào mua đi chị mì xào đại gia cũng chi mà phe tiền phe nhà phe của mà nói là ăn ba đời kiếm kiếp không hết mà bây giờ ngon mua một cái nhẫn kim cương 1.000 tỷ cho chị Hằng bà giúp người miền Bắc đi ngon đi hả. Tao nói rồi ngu mà thích não thiếu muối mà thích làm thám tử đó não mình không được có muối nhiều mà mình lại thích làm thám tử à bao nhiêu trò cười để cho thiên hạ rồi thám tử mình làm bao nhiêu trò cười thiên hạ rồi những thông tin hả những thông tin mình đưa ra người ta cười ngất không cười ngất không vậy mày đặt cho mình cái tên thám tử nghe nghe mắc mệt nghe mắc mệt đúng không nha. À, toàn là gì à đường biên giới Mã Lai Việt Nam đường biên giới chung nào là ba mẹ Hồng Loan nào là nhà Hồng Loan rửa tiền à vãn động gì đủ thứ mình biết người ta phạm tội mà mình không đi báo chính quyền mà mình lên mình báo với online ngồi vậy vậy là mình công dân tốt dữ chưa giờ mình ăn ở thì sao mà trong ngành sa thải mình ra vậy một người bị sa thải trong ngành là người đó không có thể mà tái chế được chai nhựa còn tái chế được đúng không cái gì cũng tái chế được giá cũng vậy làm phân hữu cơ mà đặc biệt thám tử trong ngành không giữ lợi là có nghĩa là con người nó tệ hại đến mức không còn cái đường nào để giữ lợi đúng không còn chưa biết thân biết phận mình mà lên cà giống đó toàn nói những chuyện ngu không tao nói gì ngu không nói những gì toàn là ngu không không thấy có gì mà logic hay đầu óc thông minh toàn là ngu không dẫn dắt đàn bò đi vòng 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 nhất là mặt trời mù với đợi Vina cà phê đúng không nha. À rồi nói tới bé ve xíu đi à ve hứa là tiệc tình với anh bàn thờ để trở về với cô tiên đúng không theo theo anh bàn thờ vừa ế xô mà cô tiên vừa bắt trả tiền từ mấy lâu nay cô tiên họ tài trợ cho mình đó vừa ế xô đã tốn tiền lỗ cái xô rồi còn phải trả tiền cho cô tiên nữa đó theo anh bàn thờ không có một cái lợi gì cho bản thân toàn là hại không à bị cô tiên giỏi cô tiên đòi tiền cô tiên không ủng hộ vé ế vé phải trả tiền theo anh bàn thờ bị người ta chửi giũa tai tiếng giờ mấy mốt chưa chắc gì anh bàn thờ không quay lưng với mình tại vì đã quay lưng mình một lần rồi họ bán đứng mình một lần rồi họ sẽ bán đứng mình lần thứ hai đúng không nha. Cái bản chất anh bàn thờ là chuyên gia bán đứng người khác đó cậu như vậy mà anh bàn thờ còn bán đứng Hồng Loan như vậy Ni như vậy đối xử tốt với anh bàn thờ cỡ nào mà anh bàn thờ còn bán đứng thì ve là ai ve là ai ve chỉ là ve thôi ve chỉ là ve thôi à ham ăn biến làm thôi à trục lợi từ đám tang thôi à, lợi dụng ở nhờ đậu dành nhà dành cửa ta thôi à những con người là chơi với nhau á lúc nào họ cũng cảnh giác cả nhà tại vì hai bên họ đều biết bản tính hai bên rất là lương lẹo nên họ lúc nào cũng cảnh giác với nhau chơi với nhau nhưng mà không bao giờ thật lòng với nhau tại vì mỗi người đều biết người ta người đó rất lương lẹo đó theo anh bàn thờ á thì thui xui đủ chuyện luôn xui mà xui mà xui mà tận cùng mang số luôn hả ai mà theo anh bàn thờ là xui à thấy không le le vừa bá vô bàn thờ một cái à tao nói trời ơi tôi nói giông tố từ đó giông tố từ đó à muốn tìm anh bàn thờ để vượt qua giông tố nhưng mà le le đâu ngờ giông tố từ anh bàn thờ mà ra đó vừa kết hợp vô với anh bàn thờ tao nói đủ thứ chuyện dạ miệng rồi tổ quốc ghi công quốc ca rồi ăn nói thô tục trên mạng rồi bắt đầu ế luôn tới giờ này bây giờ sữa không được mỹ phẩm không được làm răng không ai làm giờ nguy cơ phải chịu án tổ quốc ghi công gì cựu chiến binh đang làm một lá đơn tổng để mà kiện nữa cả chưa có yên đâu chưa kiếp nạn chưa kết thúc đâu đó ngày nào còn cà bè với anh bàn thờ kiếp nạn chưa kết thúc đâu đừng có bỏ tiền như tiền đó tẩy trắng bản thân là không có đâu không có đâu nếu mà ai cũng phạm tội và bỏ tiền ra tẩy trắng bản thân rồi thì chị Hằng bà tẩy bà xong rồi bà làm từ thiện nếu mà bà nếu mà nói về từ thiện rồi à làm gì làm không có tội là bà xong rồi bà hết tội rồi bà làm từ thiện biết bao nhiêu mà nói đó đúng chứ nha. À vậy hôm nay chành bò á bữa trước chành bò á thì nghỉ bán bún bò à, còn bán bánh tuột bánh lợt nay là nghỉ luôn rồi dẹp luôn rồi dẹp tiệm luôn rồi bánh lợt tàu hủ gì cũng lợt hết trơn rồi bún bò cũng xong luôn cũng bò luôn bánh lợt cũng lợt luôn đó là gì đó là cái nghiệp khi mà phản cậu phản Hồng Loan đó cái nghiệp khi mà ăn hiếp con người ta cái nghiệp vô ơn phản phúc và cái nghiệp đập bàn thờ của cờ hói vàng đó nó là vậy đó cậu vừa mất đập cành 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 út còn đâu có déo luôn
con đậu cái dép luôn, con đậu cái dép mẹ Sáu cầm đồ á, cầm đồ của nhỏ con ve vũ 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 vô cái màn hình màn thờ cậu còn luôn, còn hết trơn luôn cái nhà. Đó, vậy thôi, chào tạm biệt cả nhà nha, chào bye bye.